Hôm qua, Ngoại trưởng Iran tuyên bố nước này đã sẵn sàng triển khai thỏa thuận trao đổi tù nhân với Mỹ, vài ngày sau khi Washington tạo điều kiện cho Tehran nhận lại số tiền bị phong tỏa trị giá khoảng 6 tỷ đô la Mỹ. Hãng thông tấn quốc gia Iran IRNA đã công bố danh tính của 5 công dân nước này dự kiến sẽ được Mỹ trả tự do trong đợt trao đổi tù nhân sắp tới. Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó cũng đã công bố danh tính của 3 trong số 5 công dân sẽ được Iran trả tự do. Theo thỏa thuận được công bố hôm 10 tháng 8, hai bên sẽ trao trả cho nhau mỗi bên 5 công dân. Bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ dỡ phong tỏa khoảng 6 tỷ đô la của Iran tại các ngân hàng của Hàn Quốc. Trước đó, hôm 12 tháng 9, Mỹ đã ban hành quyết định miễn trừ trừng phạt cho các ngân hàng quốc tế nhằm tạo điều kiện cho việc chuyển số tiền này sang một tài khoản đặc biệt ở Qatar mà Iran có thể tiếp cận.